Xin chào mọi người và đây là bản tin Toku News. Hình như lần này tôi ngủ hơi sâu thì phải, nhưng chắc chắn là phải có lý do cho việc này chứ không thể nào tôi lười được. Và trong tuần qua có một số sự kiện tiêu biểu như: thứ nhất, Kamen Rider Solomon debut và review tập 37; thứ hai, Kamen Rider Cross Saber; thứ ba, Super Hero Senki; thứ tư, Movie Ryusou vs Kiza phát hành; thứ năm, series Anchaman mới trên Netflix; thứ sáu, Full Team Trigger. Hết rồi thì phải, nào chúng ta bắt đầu. Sau 36 tập ủ mưu tính kế, cuối cùng anh đã tập hợp đủ 11 thánh kiếm, mấy quyển sách Luna rồi tạo ra được quyển sách tối thượng. Omniforce và thanh kiếm Calatbow biến hình thành Kamen Rider Solomon với khả năng một đồ sát 11 là điều quá đơn giản. Trong chiến đấu, mồm ông luôn bảo sức mạnh chưa hoàn thiện và cùng với cái mô típ như mấy năm gần đây thì chắc đến 90% sau này ông lại có thêm form hoàn thiện nữa để còn giao lưu với Final Form Saber. Tiếp sang tập 37 thì ta có gì? Đây chắc là lần thông não cuối cùng dành cho thằng Kenzan rồi. Cái giá để ngăn chặn sự sụp đổ là mạng sống của chính cậu đấy. Chết để lên Final Form à? Và cả ba người Tuma, Kintaro, Kento lại cùng đồng hành cùng nhau chiến đấu lần nữa. Sao không lên Zao Dragon nhỉ? Và chốt hạ phần review là cảnh Kento đang phong ấn cái gì đó. Sách hay kiếm, hay là anh Sushi? Đây chắc là lần cuối Kento Henshin thành Caliber rồi. Bonus, sau 12 năm không gặp và giờ anh Zenta từ thợ bán sushi giờ đây đã là Master Logo lấy nickname là Isaac với kỹ thuật thượng thừa được rèn luyện từ nhỏ, thì việc đập cái bọn chân ướt chân ráo này là chuyện bình thường, mà anh bị thằng trộm vặt nó cũng hết đồ rồi hay sao mà giờ trên người anh toàn là hàng tái chế, từ thanh kiếm đến bộ giáp, từ cái ghế đến cả cái kịch bản phim, thậm chí là cả cái vòng này tôi còn thấy ở đâu đấy rồi. Cuối cùng thì hành trình của Kamen Rider Saber cũng sắp kết thúc. Theo anh thợ rèn thì ngày 29 tháng 8, hành trình của Reiwa thứ hai này sẽ khép lại và người tiếp bước trên con đường này chính là Kamen Rider Revive. Nhưng trước đó, cái kết của câu chuyện này sẽ do Free Fire quyết định. Isaac lên form và đòi kết thúc thế giới này, như bao thằng main, biết một mình không chơi lại được. Tuma rủ đồng bọn ra đòi sống mái với ông, nhưng không, bố mày có hào quan nhân vật mới, chúng mày tuổi gì đòi ăn tao. Nghe xong, bất lực Tuma cũng 10 thánh kiếm của đồng đội, mượn rồi tí trả, làm gì đâu mà căng vậy. Có 10 thánh kiếm trong tay, anh đem bán đồng nát, lấy tiền, mua sơn rồi nhúng cây kiếm mình vào. Ta đa, nhẫn vương kiếm thập thánh nhẫn xuất hiện, còn sơn thì làm gì, đổ mẹ lên giáp bắp chống chịu. Cộng với hào quang nhân vật chính, Kamen Rider Cross Saber xuất hiện, đọ kiếm không em, kiếm anh mày trượt ra trượt vô được đấy, nghe phát biết nhái ai luôn. Bình tĩnh nào, anh đây còn có vũ khí bí mật này nữa mà. Cần thì ổng rủ thêm mấy thằng bạn qua giao lưu, nên cứ yên tâm đây là một trận cân kèo nhé. Ý kiến cá nhân qua tấm hình này, nhiều người nói là tại sao lại có cả Espada và Caliber cùng xuất hiện, thì theo tôi là có 3 khả năng xảy ra. Thứ nhất, một người khác đã Henshin thành một trong hai. Thứ hai, Toei đặt nhầm hình của con gà lừa. Thứ ba thì điều có tấm hình này trong phim đâu, tại sao ư, vì nó chỉ là hình trên tạp chí và chúng ta từng ăn một quả lừa to vãi lìn rồi. Vào hè năm nay, phần phim kỷ niệm cho 45 năm của Super Sentai và 50 năm của Kamen Rider Super Hero Senki sẽ ra mắt. Phim là sự kế thừa và phát huy của loạt phim Super Hero Taisen, hy vọng nào đó là nó có thể thành công được như phần Taisen đầu tiên. Cái phần mà mồm thì bảo chia đều đất diễn, nhưng một điều rõ như ban ngày là Sentai toàn đi làm nền cho Rider, hơi cay nhưng chính xác là vậy. Nói vấn đề không liên quan lắm thì không có ai gọi là chiến đội thứ 46 đâu nhớ, không phải bọn này, mặc dù cũng hóng đấy nhưng e hèm đây chỉ là phim 3 Jody, và cũng càng không phải cái hình này, phết đấy, rõ như ban ngày. Lại ngoài lề tí, song song với việc bán vé xem phim thì ai mua vé sẽ được đi kèm với Wonder Rider book cũ nhất, hề hề, tiên tri IZ đây. Theo dự tính thì ngày 29 tháng 4, movie của hai chiến đội này sẽ khởi chiếu trên các cụm rạp, nhưng không, do tình hình Covid nên sự kiện này đã hủy ngay vào phút chót, nhưng lịch thì cũng đã lên, vậy là Toei quyết định bán đĩa DVD vào ngày 7 tháng 5 và nhờ đó chúng ta đã được thưởng thức bộ phim này mà không lo dịch giã gì cả. Nếu dịch bệnh tiếp diễn phức tạp thì có lẽ cách phát hành phim sẽ thay đổi như này đây. Về phần phim thì phim không xuất sắc mà phim có thể nói là ổn, rất hợp xem để giải trí, giảm ngôn thế thôi chứ tôi xem tua mẹ đến mạch cuối nên cũng không rõ thế nào đâu. Nhưng gì thì gì, mọi người nhớ tìm xem nhé.
Để Kamen và Sentai qua một bên, thì giờ qua với nhà Aucha, ngày 14 tháng 5, Netflix đang phát triển bộ phim Ultraman CG sau Ultraman, nội dung về một siêu sao bóng chày Ken Sato trở về quê nhà Nhật Bản sau khi tìm thấy tấm áo choàng Ultraman, song anh đã tìm ra nhiều hơn thế khi anh phải nuôi dưỡng một con quái thú mới sinh. Đấu tranh giữa vai trò người cha, người đồng đội, Ken phải đối mặt với cái tôi cá nhân, người cha ghẻ lạnh của mình, vươn lên và khám phá ra ý nghĩa thật sự của việc trở thành Ultraman. Đoạn trên là tôi copy paste lại nên yên tâm là thật nhớ. Nhìn cái dáng đứng này thì có thể người trong hình chính là bác ba chứ không ai khác, lại phải hóng rồi. Tiếp tục phần tin Ultraman, chuẩn bị cho một series mới thì hàng tuần, nhà sản xuất lại cho chúng ta biết thêm một chút về Ultraman Trigger. Vậy là cả team Trigger đã được tiết lộ, đồng hành cùng Main thì luôn là nữ chính và năm nay ta có Yuna Shizuma, nhìn bên hông ta thấy có Kaki của Kaiju, vậy năm nay sẽ xài sức mạnh của Kaiju để chống Kaiju à? Và team nào thì cũng luôn có một người chuyên khoa học kỹ thuật, Hajiri Akito, là bạn học của Yuna, một thiên tài khoa học và công nghệ, người có cặp phụ huynh quá tuyệt vời, như cha mẹ tôi, một phi công để lái tàu chiến vì năm nay ta có quả tàu Mercedes xây đồng thời kiêm luôn căn cứ của Gatselec và người phi công này tên là Tenshin Sakuma. Tiểu sử chút thì ngày xưa chú chỉ là công dân bình thường nhưng bỗng một ngày bị Gangler bắt cóc biến thành lớp vỏ. Sau khi được giải thoát chú thấy mình có duyên với quái vật nên chú đã quyết định lấy tên Sakuma và tham gia Gatselec, một chiến thuật gia của cả đội, Himari Nanase. Nghe đầu từ Jinga S nhảy sang, kế đó tương tự Sevenger của Ultraman Z thì bên này ta có Gat Falcon, có thể chuyển giữa hai dạng là phi cơ và robot, nhìn hơi lù đù nên tôi thích Seven hơn, nhưng nó không là gì cả với đội trưởng của cả team. Bên Ultraman Z thì ta có đội trưởng aka Zackler Zackler thì bên Trigger ta có đội trưởng Seiya Tatsumi aka Zuran. Ui thế này thì bọn Kaiju chỉ có nước khóc thét lên chứ độ thế nào lại anh, thế team Kaiju phế toàn tập rồi, bình tĩnh nào, trong phim còn có sự tham gia của thợ săn kho báu. Bắt cô à nhầm Inis đến từ tinh vân Lysuria và đang trên hành trình đi tìm kho báu lớn thứ hai vũ trụ Kokuho đang nằm tại trái đất. Chắc đến 50% là anh sử dụng các hyper khi để triệu hồi Kaiju hoặc Ultraman. Hóng kèo PVP của hai thằng này ghê. Và bên cạnh đó ta cũng được hé lộ ba cự thần bóng tối sẽ xuất hiện trong phim. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like, share và sub cho mình với nhé. Từ tuần sau là tôi sẽ làm clip đều đều bình thường chứ không ngủ một mạch một tháng nữa đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.